Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ đem đến top 5 màu hot nhất đang làm khuynh đảo tại hộp thư fanpage Nón Sơn. Có vẻ như mùa hè đang rất là sôi động nên khuynh hướng chọn màu sắc tập trung vào những gam màu nổi bật và tươi sáng. Màu xanh của biển cả, xám hơi thượng, đỏ rực rỡ, vàng tươi của ánh nắng và màu cam của mùa hè. Và đây là một tông màu mới nhất là màu xám xanh. Sản phẩm sử dụng chất liệu dù cao cấp phối với lưới và da, bên trong là lớp lót cotton thấm hút mồ hôi cực tốt. Và bây giờ hãy cùng mình nhìn qua các chi tiết sản phẩm này nhé. Những sản phẩm đang nằm trong chương trình Big Sale độc quyền online chỉ còn 300, 350 và 400. Và đặc biệt hơn, các bạn sẽ được miễn phí giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Để đặt mua hàng, quý khách truy cập vào website nonson.vn và hai trang fanpage Nón Sơn Fashion và Thời Trang Mũ Nón Sơn, hoặc liên hệ vào số tổng đài mua hàng 1800 7179. Thân chào và hẹn gặp lại!